Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Đắk Lắk cướp đất, dân nhận cú hồi mã thường. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2023, tờ báo Đắk Lắk điện tử có bài viết huyện Cư Rung cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Nội dung của bài viết được chia sẻ như sau. Bài báo của tờ báo Đắk Lắk điện tử. Ủy ban Nhân dân huyện Cư Rung cho biết huyện Cư Rung sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, đoạn đi qua địa bàn xã Ea Tiêu và xã Ea Thu, huyện Cư Rung. Cụ thể, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Việt Thắng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ea Tiêu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Việt Đức và các hộ gia đình cá nhân có liên quan đang nhận khoán canh tác trên phần diện tích đất của các công ty nói trên do không thực hiện việc bàn giao mặt bằng đất đã thu hồi tại quyết định số 1789 vào ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Cư Rung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng sẽ diễn ra trong tháng 3 năm 2023. Đến nay, huyện Cư Rung đã thành lập ủy ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Phú Hanh làm trưởng ban. Ủy ban Nhân dân huyện Cư Rung giao cho ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là cơ quan thường trực tham mưu để triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Hình ảnh vụ Đặng Ngọc Viết cũng xảy ra cách đây 10 năm. Trên đây là nội dung bài viết về quy định cưỡng chế thu hồi đất tại hai xã Ea Tiêu và xã Ea Thu, huyện Cư Rung cho đến nay, sau 4 tháng cưỡng chế thì vụ án mạng đã diễn ra giết chết 4 công an và 2 cán bộ xã. Đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, nếu đào sâu nguyên nhân thì cũng có thể bới ra bàn tay cho chính quyền gây ra oan khuất mà thôi. Trong lịch sử có quá nhiều vụ chính quyền Việt Nam đã cướp đất của dân như vụ Đoàn Văn Vươn Hải Phòng, vụ Văn Giang Hưng Yên, vụ Dương Nội Hà Nội, vụ Đồng Tâm Hà Nội, vụ Vườn Rau Lộc Hưng ở Sài Gòn, vụ Thủ Thiêm ở Sài Gòn và còn rất nhiều những vụ cướp đất khác diễn ra khắp nơi trên cả nước. Chuyện cướp đất diễn ra trên mọi miền đất nước, có vụ người dân vì ức quá mà dùng súng sát hại quan chức cướp đất rồi tự sát. Vào tháng 9 năm 2013, ông Đặng Ngọc Viết quê tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đã nổ súng vào 5 cán bộ giải phóng mặt bằng, làm một người tử vong, 3 người bị thương. Nguyên nhân ông Viết bị chính quyền cưỡng đoạt hơn 180m² đất ở. Nguồn lợi lớn từ đất đai làm cho quan chức nổi lòng tham, dùng quyền lực áp đặt giá bèo để cưỡng chiếm đất của dân, rồi giao cho doanh nghiệp kiếm lời. Câu chuyện Thủ Thiêm vẫn đang rất nóng hổi. Dù câu chuyện này đã qua từ lâu, chính quyền trả cho dân tiền thu hồi đất là 18 triệu đồng mỗi mét vuông. Nhưng sau đó, doanh nghiệp bán lại tới 350 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Vụ Thủ Thiêm đã làm giàu cho rất nhiều quan chức của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa quan chức nào của Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố cả. Vụ Đồng Tâm, một vết nhơ không thể gột rửa của chế độ. Trở lại vụ án mạng xảy ra ở hai xã Ea Tiêu và Ea Thu, huyện Cư Rung, tỉnh Đắk Lắk. Rất có thể đây là hậu quả của một vụ cướp đất, với kết quả là công an hai xã này nhận một cú hồi mã thường. Vụ việc cần chờ thêm thông tin, tuy nhiên không loại trừ khả năng dính đến chuyện cướp đất của dân. Người dân Việt Nam thực sự rất khốn cùng. Miếng đất là tài sản lớn nhất và là nguồn nuôi sống họ. Vì lợi nhuận mà chính quyền đã bất chấp gây ra cảnh dân oan trên khắp mảnh đất hình chữ S này. Đảng Cộng sản luôn tự xưng là vì dân, nhưng cách vì dân của họ là như thế đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin vụ Đắk Lắk cướp đất dân nhận cú hồi mã thường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cả nhà công thương phạm tội, ông nội chính để cha con công thương đóng cửa bảo nhau. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. Nói đúng hơn thì EVN là con, còn Bộ Công Thương là cha. Ông Nguyễn Hồng Diên là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Chính ông Diên là người chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn và an ninh năng lượng cho đất nước, trong đó có ngành điện, than và xăng dầu. Những ngày qua, yếu kém của EVN đã bộc lộ rất rõ. EVN được ưu tiên một mình một chợ, được độc quyền mua điện, độc quyền bán điện. Nghĩa là EVN hoàn toàn có quyền bóp cổ hai đầu, vừa bóp cổ phía bán điện, vừa bóp cổ phía mua điện. Hiện tại, EVN đã bóp cổ cả hai, nhưng vẫn than lỗ. Trong khi đó, hàng loạt công ty con của họ dư hàng chục ngàn tỷ đồng đem gửi ngân hàng lấy lãi. Đây được xem là chiêu lấy tiền giấu ngân hàng rồi than lỗ để móc túi toàn dân phải chi ra cho họ. Bộ Công Thương, thanh tra EVN thì chẳng khác nào cha con đóng cửa bảo nhau. Những ngày nắng nóng như đổ lửa vừa qua tại Việt Nam, EVN đã cho cúp điện khắp nơi, đưa người dân vào thời bị nướng dưới cái nóng đổ lửa của mùa hè, giống như một đòn trừng phạt mà EVN muốn bổ lên đầu toàn dân, để cho chừa tật bới bóc những sai phạm của họ. Vào giữa tháng 12 năm 2022, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với các nước phương Tây gói hỗ trợ 15,5 tỷ đô la Mỹ để chuyển đổi xanh. Mà muốn chuyển đổi xanh thì ngành điện phải đóng góp vào tăng tỷ lệ điện sạch và giảm dần tỷ lệ điện than. Tuy nhiên, thực tế thì Nguyễn Hồng Diên đã chẳng có chiến lược gì cho việc chuyển đổi xanh của ngành điện. Nguồn năng lượng sạch bị hắt hủi, ưu tiên nhiệt điện than. Thà mua điện của Trung Quốc và Lào chứ không tạo điều kiện cho điện sạch. Ông Nguyễn Hồng Diên, một con người thiếu năng lực quản lý. Ông Nguyễn Hồng Diên cũng đầy vết chàm, toàn thân thì thanh tra EVN kiểu gì đây, bao che hay lại vạch lá. Với sai phạm của EVN, đúng ra ông Phạm Minh Chính cần phải cho thanh tra chính phủ thanh tra EVN. Tuy nhiên, ông Chính đã để cho Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra để thanh tra EVN. Cho thanh tra kiểu này thì khác nào để cha con nhà Bộ Công Thương đóng cửa bảo nhau. Đây là hành động để cho Bộ Công Thương chạy tội. Nếu nói EVN là con của Bộ Công Thương, thì Bộ Công Thương cũng là con của chính phủ. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong vai trò ông nội lại để cho con đóng cửa bảo nhau. Làm thế này thì biết bao giờ ngành điện mới biết sửa sai. Ông Phạm Minh Chính đang diễn trò thanh tra là phải bất ngờ, thanh tra là phải từ đơn vị độc lập. Ai lại thanh tra mà báo trước dùm beng để phía bị thanh tra chuẩn bị đối phó? Ai lại cho thanh tra con như vậy? Làm vậy chẳng khác nào diễn trò chỉ để qua mặt toàn dân mà thôi. Không biết với vai trò diễn ấy, ông Nguyễn Phú Trọng có nhìn thấy hay không? Hay ông lại làm ngờ? Ông Phạm Minh Chính khi mới thay ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ thì nhiều người kỳ vọng ông Chính khá hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Vì ông Chính đã có thời gian nắm chức bí thư tỉnh ủy tại tỉnh Quảng Ninh và đưa tỉnh này khởi sắc. Ngoài ra, ông Chính còn viết sách về kinh tế. Tuy nhiên, qua nửa nhiệm kỳ làm thủ tướng cho thấy ông Phạm Minh Chính là một thủ tướng rất kém. Yếu kém đã phơi bày rất rõ ràng trong 2 năm 6 tháng vừa qua. Và điều đáng nói là ông Chính đang có dấu hiệu muốn che đậy những vết chàm, chứ không chịu tẩy rửa vết chàm đi. Ông Phạm Minh Chính được cho rằng đang tìm cách che vết chàm chứ không chịu tẩy nó. Thủ tướng Phạm Minh Chính là chiếc ghế quá tầm với ông. Nửa nhiệm kỳ, ông Chính đã để cho nền kinh tế Việt Nam cắm đầu xuống đất mà không có cách nào vực dậy lên được. Xem ra nửa nhiệm kỳ sau, ông cũng khó làm gì được với cách che đậy vết chàm như vậy. Việc để cho Bộ Công Thương thanh tra EVN cũng như thế. Với một ông thủ tướng như vậy thì lẽ ra nên cho ông ta xuống để người khác lên làm. Tuy nhiên, trong cái cơ cấu của Đảng Cộng sản, người quản lý tồi vẫn không bị đưa xuống nếu người đó đang có thế lực chính trị đủ mạnh ủng hộ. Và đất nước phải chịu mất mát rất lớn vì những điều như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bản tin Cả nhà công thương phạm tội, ông nội chính để cha con công thương
đóng cửa bảo nhau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.